Chuỗi thời gian 6 ngày ấn tượng với Festival Huế 2016 tràn ngập màu sắc văn hóa với những chương trình ấn tượng đặc sắc. Và tối qua, lễ bế mạc Festival Huế 2016 đã diễn ra với những điệp khúc lưu luyến, đêm dã bạn ấn tượng. Chào tạm biệt Huế trong những ngày âm vang di sản, đêm bế mạc ân tình bằng khúc hát, điệu múa trong màn pháp hóa rực sáng như một lời chia tay đầy xúc cảm và hẹn gặp lại tại Festival Huế 2018. Trong không gian cổ kính, lung linh của ngọ môn Đại Nội Huế, giờ phút chia tay đầy lưu luyến của Festival Huế 2016 diễn ra với một chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế biểu diễn đã tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế trong sự kết hợp hài hòa với văn hóa truyền thống, đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Đêm bế mạc diễn ra không khí rất là thanh bình, đúng cái văn hóa Huế ở đây tạo người ta cảm giác gần gũi. Màn biểu diễn thì toàn những tiết mục quê hương, thì hiện nay tiết mục tôi thấy rất là hấp dẫn. Văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Festival Huế lần thứ 9 năm 2016 quy tụ sự tham gia của gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên quốc tế và trong nước, cùng hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã mang lại cho công chúng và du khách 53 chương trình nghệ thuật và lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và văn hóa của các quốc gia vùng lãnh thổ. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật tiêu biểu mang dấu ấn của những nền văn hóa khác nhau trên thế giới, nhiều chương trình mang đậm bản sắc văn hóa Huế đã tạo được những dấu ấn lớn trong lòng công chúng với những trải nghiệm kỳ thú, mới lạ, hấp dẫn về các giá trị văn hóa cùng những giây phút đáng nhớ với tình người nồng ấm, thân thiện của vùng đất cố đô. Festival Huế 2016 đã đạt được những cái kết quả mà ngoài cái sự mong đợi của chúng tôi, và trong đó có những cái chương trình lễ hội đặc biệt lớn và được công chúng đánh giá cao. Các cái lễ hội cộng đồng cũng như là các sự kiện khác thì luôn luôn là đầy ắp những cái khán giả và những người đến tham dự lễ hội. Chúng ta cũng đã đạt được kết quả để có thể quảng bá cái hình ảnh của văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam và các vùng miền, cũng như là cái sự giao lưu hòa trộn của các cái văn hóa trên thế giới để chúng ta có được một chương trình, các cái chương trình nghệ thuật tốt nhất để phục vụ được công chúng. Có thể khẳng định, sau 9 kỳ Festival Huế được tổ chức thành công, Festival Huế đã trở thành một biểu tượng của hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam và thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế. Festival Huế còn là biểu hiện sinh động của việc triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam ở cấp độ trung ương và địa phương, xây dựng Huế xứng đáng là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố festival nổi tiếng của thế giới.